thưa quý vị và các bạn thân mến dư luận nội bộ cấp cao đang xì xầm chuyện ông nguyễn xuân phúc bắt đầu trở cờ đối với tổng bí thư nguyễn phú trọng cứ khi nào thấy bảy phúc nịnh thối cấp trên của mình cấp tập đấy là lúc ông ta đang ra đòn hiểm ai ở văn phòng chính phủ đều biết hồi nguyễn xuân phúc từ quảng nam ra hà nội làm phó ban thanh tra chính phủ rồi phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ nguyễn xuân phúc nịnh nguyễn tấn dũng hết chỗ nói hầu hạ dạ vâng chưa đủ nguyễn xuân phúc còn đưa cả cô vợ trẻ đến phục vụ các bữa ăn ở nhà nguyễn tấn dũng ngày đó vợ ông nguyễn tấn dũng ở trong nam là chính lâu lâu vài bữa mới ra hà nội Nhờ đó, Ba Dũng mới tin dùng Nguyễn Xuân Phúc và cho ông ta liền mấy chức. Vậy mà, khi được ngồi vô ghế phó thủ tướng, vô bộ chính trị, Nguyễn Xuân Phúc liền trở cờ đồng chí X, bí mật hiệp đồng với Trương Tấn Sang, tức Tư Sang và Nguyễn Phú Trọng ra đòn hiểm tiêu diệt Ba Dũng. Năm 2015, giữa lúc cao trào chuẩn bị đại hội 12, có người bà con ở kiên giang ra chơi thấy anh ba dũng đang giận tím mặt còn chị ba tức phu nhân của ba dũng thì khóc đỏ mắt chị ba cho biết tức chết đi được vì thằng bảy tức nguyễn xuân phúc phản bội đâm lén hại anh ba kết quả như đã thấy sau khi thấy cán cân quyền lực bị thay đổi nguyễn tấn dũng gửi thư cho nguyễn phú trọng tỏ ý về làm người tử tế liên minh tư sang phúc trọng giành chiến thắng bảy phúc leo lên ghế thủ tướng ở vị trí mới nguyễn xuân phúc chưa có uy tín và thế vững chắc như nguyễn tân dũng trước đây nên đành ôm chân định bợ nguyễn phú trọng làm bàn đạp hòng tiến lên tổng bí thư còn bây giờ thì ngoài mặt nguyễn xuân phúc tung hô nịnh bợ nguyễn phú trọng lên đến tận trời xanh đến mức lộ liễu thô thiển như trong dịp tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng ngày 3 tháng 8. Trước các yêu cầu, Tổng Bí Thư hãy làm gương kê khai tài sản. Nguyễn Xuân Phúc ngay lập tức nổ như đang nằm dưới cầm giường của Nguyễn Phú Trọng rằng Tổng Bí Thư là cán bộ vô cùng liêm khiết, nhưng ít ai biết Nguyễn Xuân Phúc đang ủ mưu tìm cách hạ uy tín của Nguyễn Phú Trọng rất tinh vi, thâm hiểm. Việc Nguyễn Xuân Phúc lân la đến thăm Tổng Cục 2, Bộ Quốc phòng vung tiền, vung dự án, mua chuộc, cấu kết với Hùng, Tút là thọc vào sân sau của Nguyễn Phú Trọng. Còn nhớ lên chức thủ tướng chưa nóng chỗ, Nguyễn Xuân Phúc đánh vô công an và quân đội bằng cách chỉ đạo Trương Minh Tuấn bật đèn xanh cho báo giới, bơm tiền cho đám bồi bút ở tuổi trẻ, thanh niên đổ thêm dầu vào lửa khi tung các bài viết về những lùm xùm quanh chuyện quán xin chào, biển ô tô, sân góp trong các sân bay, quân đội làm kinh tế, vân vân. Sau khi tạo khủng hoảng truyền thông, Nguyễn Xuân Phúc mới ra oai với Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Công an, ép hai lực lượng này phải thần phục. Bề nổi là vậy, nhưng bên trong chiêu của Nguyễn Xuân Phúc mới thâm hậu. Ở xứ Đông Lào, về danh nghĩa chỉ có hai ông nắm quân đội, Công an, Tổng Bí Thư, Bí Thư Quân ủy Trung ương là số một, xong đến Số 2 là chủ tịch nước là tổng tư lệnh tối cao, thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Ra đòn vào quân đội, công an là ngoài việc muốn giành giật quyền lực thì mũi tên của Nguyễn Xuân Phúc bắn ra trúng đích quan trọng hơn là mất mặt ông Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang. Nhất là Tổng Bí Thư, người chịu trách nhiệm chính trước dư luận về hai đội quân trong quan trọng nhất này của đất nước khi bị tay chân của Nguyễn Xuân Phúc ngày đêm làm hoen ố hình ảnh một cách nham hiểm. Ngay cả chuyện Nguyễn Xuân Phúc đang nổ pháo, xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển, được cả dàn báo tung hô thì thực tế, đây là một khái niệm, một mô hình mà Nguyễn Tân Dũng đã từng đề cập từ trước đó. Nguyễn Xuân Phúc chả có ý tưởng gì mới nên túm ngay lấy ý tưởng này và cho quân đội và báo chí của bộ 4T tung hô cứ như là một phát minh vĩ đại chưa từng có. Đáng chú ý trong nghị quyết của đại hội 12 không có câu nào, ý nào nói về xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển. Nhưng dù họp chính phủ hay đến với các bộ ngành địa phương, Nguyễn Xuân Phúc đều quên tịt chỉ đạo của tổng trọng mà chỉ thao thao bất tuyệt say xưa với điệp khúc chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính. Nói hoài, nói mãi, ù ù cà cà. Mấy thuật ngữ đó mà không đưa ra được nổi, cái nội hàm nào cho ra hồn. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, lại được hai quân sư quạt mo là Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI và Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, thiên hạ gọi là hai thằng điếm chơ chén, tân bóng, nịnh đầm để cầu lợi, nên nhân dân và ngay cả các nhà lý luận cũng ủ tai ngơ ngác. Tại sao Nguyễn Xuân Phúc nổ vậy? Thứ nhất, mặc cả mình ít học nhất trong bốn vị tứ trụ triều đình nên thích chơi chữ, ngõ hầu để thiên hạ nghĩ mình có chữ, chứ thực ra Nguyễn Xuân Phúc chỉ biết mặt chữ mà không hiểu nghĩa. Thứ hai quan trọng hơn, Nguyễn Xuân Phúc muốn mọi người tin rằng ông ta là người đưa ra những khái niệm mới về chính phủ kiến tạo và chỉ đạo tay chân ở 4T cho báo chí tung hô thật nhiều làm PA rùm beng tạo nên những chuỗi sự kiện truyền thông bất tận. Thế là Nguyễn Xuân Phúc nổi lên như một nhà lãnh đạo đổi mới lẫy lừng. Thậm chí Nguyễn Xuân Phúc còn nổi lên như nhà tư tưởng khi khoe với các địa phương là Tập Cận Bình của Việt Nam quyết liệt đột phá trái với hình ảnh tổng trọng bảo thủ. Bằng cách xây dựng hình ảnh đó, Nguyễn Xuân Phúc đã làm cho thiên hạ để ý đến ông nhiều hơn ông Nguyễn Phú trọng cũng như các ủy viên bộ chính trị khác. Nguyễn Phú trọng cũng chịu khó làm truyền thông PA và đã gây được sự chú ý nhất định đối với xã hội qua chuyện củi khô củi ướt, nhưng Nguyễn Xuân Phúc đi trước ông trọng một bước khi bộ tê nổi hơn ban tuyên giáo. Khi trung ương dục dịch nhiều ý kiến muốn Nguyễn Phú trọng bàn đến việc về hưu và chỉ định người kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc cảm thấy thời cơ đã đến, không cần phải chờ thời giấu mình nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng nữa. Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu tung chiêu trở cờ, lộ dần bản chất phản phúc, phản chủ, lợi dụng tư cách thủ tướng thực hiện hàng loạt chuyến công cán đi các tỉnh thành để mua phiếu, hứa hẹn với các ủy viên trung ương địa phương bỏ phiếu cho mình làm tổng bí thư sẽ có nhiều dự án đầu tư lại quả. Thậm chí Nguyễn Xuân Phúc còn dỉ tai cho các lãnh đạo địa phương rằng mình không còn đối thủ cạnh tranh, người thì bị bệnh, kẻ thì sắp tới, phải kỷ luật. Đồng thời Nguyễn Xuân Phúc đang cố gắng đưa thân Đức Nam một cánh tay hậu của mình từ văn phòng quốc hội sang văn phòng chính phủ và chỉ đạo tay chân ở 4T tung hô các thành quả của mình trong thời gian vừa qua. Tại kỳ họp quốc hội cũng như hội nghị trung ương vừa qua, Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo GDP tăng trưởng 6,7% rồi cho các tay bồi bút nằm ở các báo tung hô, ca ngợi. Đây là con số thần kỳ, tăng trưởng nhảy vọt đầy ngoạn mục. Chính nhờ những báo cáo láo này mà Nguyễn Xuân Phúc nổi như cồn. Nhận thấy sự nguy hiểm, tự tung tự tác, ngạo mạn muốn vượt mặt, phản chủ của Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Phú Trọng đã kịp thời bố trí cho hai đệ tử trung thành là Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào ban bí thư. Tiếp đó, ra chỉ thị cho ban bí thư lập đoàn thanh tra do Nguyễn Văn Nên dẫn đầu để kiểm tra chính phủ nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc theo nghị quyết TVK4 và chỉ thị 05. Đây là hai vũ khí mà Nguyễn Phú Trọng đã dùng để hạ bệ và dân đe nhiều quan chức cấp cao. Nguyễn Văn Nên là người khá nắm rõ những hoạt động của Nguyễn Xuân Phúc vì từng kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc làm tránh văn phòng chính phủ thời Nguyễn Tấn Dũng cuộc đời chớ treo từ chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ nguyễn xuân phúc đã được nguyễn phú trọng sử dụng để tấn công lại nguyễn tấn dũng giờ nguyễn phú trọng lại dùng nguyễn văn nên người cũng đã từng là cấp dưới thanh tra lại nguyễn xuân phúc khi bị gọi đến để nhận quyết định về ban bí thư lập đoàn thanh tra nguyễn xuân phúc đã bất bình nội dung thanh tra không chỉ xúi dục cấp dưới né tránh đoàn thanh tra của ban bí thư bạo gan hơn nguyễn xuân phúc trở cờ tung đòn, chỉ đạo thanh tra chính phủ lôi lại chuyện tham nhũng cũ, phơi bày kết luận thanh tra liên quan đến việc áp giá đất cách đây hơn chục năm ở Hà Nội, thời Nguyễn Phú Trọng làm bí thư thành ủy, đã làm thất thoát 4.000 tỷ đồng thuộc các dự án nhà ở khu đô thị Sipucha giai đoạn 2002-2014. Tất cả bằng chứng về việc áp giá đất, hiện trạng, con người vẫn còn đó nguyễn phú trọng đã thông đồng với doanh nghiệp đàn em của nguyễn minh quang được lại quả những căn biệt thự đẹp để lót tay mua sự ủng hộ làm chủ tịch quốc hội làm bàn đạt vào vị trí tổng bí thư sau này đây chính là điểm yếu chết người của nguyễn phú trọng mà nguyễn xuân phúc đã có trong tay những đòn phản công trở cờ này của nguyễn xuân phúc nặng hay nhẹ tùy thuộc vào thái độ của nguyễn phú trọng nếu Nguyễn Phú Trọng ra tay triệt để Nguyễn Xuân Phúc cũng chẳng ngại gì chơi sát ván như đã từng chơi hại Nguyễn Tân Dũng trước đây. Điều khác với đối thủ của Nguyễn Phú Trọng trước kia như Nguyễn Tân Dũng là Nguyễn Xuân Phúc có thể làm mọi thứ bất chấp danh dự, nhân phẩm, ít có cuộc thanh tra nào của chính phủ mà lội ngược lại mốc thời gian cách đây 15 năm. Nhưng với Nguyễn Xuân Phúc thì bất cứ trò gì để chơi lại đối thủ để chở cờ đạt mục đích dù đê tiện đến đâu y cũng không từ, dù kẻ đó là ân nhân hay là đàn anh đi nữa. Một ví dụ chơi đều điển hình, Nguyễn Phú Trọng tưởng rằng được Nguyễn Xuân Phúc mời họp giao ban chính phủ là để cao mình, tôn trọng đảng. Nhầm to, mưu của Nguyễn Xuân Phúc là anh với tôi đồng chủ trì buổi họp, dù tôi tôn xưng anh là cấp trên nhưng thiên hạ nhìn vào ngầm hiểu rằng tôi và anh ngang nhau đấy chưa kể thực tế tôi chơi nổi đổi mới hơn anh tôi lại lắm tiền nhiều của lắm hầu bao ngân sách của đất nước này trong tay còn anh chẳng có gì ngoài củi khô củi ướt sắp tới hết củi thì anh làm được gì khi anh cũng là củi từ thời làm bí thư thành ủy hà nội hơn nữa anh còn bị cộng đồng mạng ném đá việc anh đến chỗ tôi họp là vi hiến trái luật và trơ trẽn vậy là họ ném đá Tổng Bí Thư, chứ đâu có ném đá Thủ tướng đâu. Thế mới biết, ông Đương Kim Thủ tướng nhiều võ. Chúng ta hãy chờ xem Nguyễn Xuân Phúc sẽ chở cờ knock out Tổng trọng như thế nào.